cá không. Ôi 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 ôi, hai con cá lóc luôn. Wow. Wow 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 wow. Ôi cá chê vàng. Bốn con cá chê vàng luôn. Không làm như vậy. Có cá, có cá. Cá nha. Có Huy. Ôi con cá gô. Cha mẹ ơi. Ôi chú, chú cha mẹ. Chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm trước Dương cũng đặt mười mấy cái lời ở khu vực trước mặt Dương đây. Thì Dương hôm nay Dương sẽ đi thăm. Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình trải nghiệm đi thăm lời nha. Thì đây Dương đặt ở trước cái bụi mấy cái bụi lùm này. Đường ao này. Dương đặt dọc theo cái gọc lá này. Thì đấy Dương thăm cái lời đầu tiên coi. Thì cái lời đầu tiên Dương đặt trong đám rau muống đó nha. Giấu lội vô đó. Thì Dương cuốn luôn chứ không phải là thăm. Là Dương sẽ cuốn luôn. Còn là đúng đó. Cái lời thì còn. Có cá không? Ôi, 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 ôi. Ôi, hai con cá lóc luôn. Wow. Đây, đúng, 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 đúng cái giỏ. Hai con cá lóc luôn cô chú anh chị ơi. Nãy không lẽ mình đặt lại đây ta. Hai. Hai con cá lóc luôn nha. Cái đầu tiên là được hai con rồi. Chắc để cái giỏ anh bờ quá. Tình hình này thì Dương cũng dự định là sẽ cuốn luôn cái hai cái lò này đó, cuốn giặt lò luôn, nhưng mà thấy im quá thôi mình sẽ để lại nha. Dương sẽ bắt cá lóc ra đây. Cái đầu tiên là được hai con nha, nè một con. Con nha. Quá đã, quá đã. Hấp dẫn vậy. Thì chắc có lẽ Dương sẽ đặt lại nha. Lấy cái bao nè. Để đựng mấy cái lời luôn á, về cuốn luôn á. Nhưng mà thấy mới thăm cái đầu tiên được hai con. Cho nên lẽ là Dương sẽ để cái 15 cái lời này lại ở đây nha. Thì Dương sẽ đi qua thăm cái thứ hai nha. Cái thứ hai này bữa Dương đặt ở trong cái đám cỏ này ở đây nè. Còn cái lò Dương cũng còn đây, Dương dở nè. Cái lò Dương có sạch không? Không có, Dương sẽ dời. Đó, ở đây xấu quá. Không có cái chai chắc nó nổi luôn. Ôi, ôi, cái gì vậy? Cái gì chạy thấy ham vậy? Tiền rồi, cá đó sẽ vô lợ mình nha. Cái loài cá chạy dữ lắm luôn nè. Con lợ mình không biết sao. Thôi con cá lóc xíu vậy. Mình đặt đây xa xa ta. Kìa giờ mình sẽ dời cái lợ mình đi qua đây nha. Cá chạy gì sao không ra không vô ta. Không vô ta. Rồi cái lợ này thì chết rồi nha. Giờ mình sẽ đặt lại khác trực bên trước. Ok. Mình sẽ đặt ra ngoài xíu nha. Mình đặt chết ngoài đây xíu.
cá chạy gì mà không vô là không đâm lờ nha. Cái đặt ngay cái đường là đúng nè. Cái này đặt ngay đây phải 2 ngày, một cách ngày đi ngày thì không được. Đặt ngoài đó đi. Mình đặt ở đây á. Em xuống lộn quên. Rồi. Cá lóc. Mình đặt bên đây nha. Không phải đặt chỗ nãy. Lời vô thì đặt đây nè. Wow 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 wow. Ôi cá chê vàng. 4 con cá chê vàng luôn. Mình nhớ mình không có đặt cái này một cái nè. Bụng khó gạo quá. Đây. Ôi chết xình luôn rồi, con lươn cho bá luôn kìa. Trời ơi, con cá lóc con lươn chết xình luôn. Cũng như vậy, hình như là nước ngập rồi. Hay là bị nước ngập rồi nha. 3 ngày mình không đi thăm hàng chi. Nước ngập nó chết rồi. À, vậy đi. Này à, để cái lờ, để cái chai mới được rồi. Cái chai nó là không nổi lên được, chìm nó chết nha. Kia mình thấy trước mình nha, cái lờ còn nổi nè. Trời ơi, vô con hươu bá chết queo uổng ghê vậy. À, được con cá chê nữa nha. Chê này à, cá chê vàng. Con cá phi với con cá chê, con cá phi thì chịu không nổi, ngủm rồi. Còn con cá chê thôi. Kìa, cá phi này chịu không nổi lên cho đi trước, còn con cá chê vàng. Quẩy quá quẩy rồi. Cái thứ sáu thì cá chê vàng đó nha. Giờ Dương xe ra nó đặt lại nha. Nhìn lại qua cái đám gì đó Dương đặt lại. Có cá nha. À, có phi. Ôi con cá gô. Cha mẹ ơi. Ôi chú cha mẹ ơi. Con cá gô. Cho. Con cá gô chưa từng thấy luôn à. Thầy ơi. Không biết rồi. Cá gô. Đúng. Lại nghe.
Dương sẽ tiếp tục nha. Dương nó đặt phải lên trái nha. Đâu ta? Nó đặt đâu ta? Đây ta à, à đây đây không phải chỗ đó rồi, cái này chết rồi. Trong tối quá được hai con cá chi vàng bé tiếu tiểu à, đây ba con chứ hai cái vàng bé quá. Ba cá chi vàng không được điện không, cá chi vàng này không được bự không nha. Cái trên ao cạn đây nha. Ao này bữa đó cạn quá, không có không? Chứ mà không có gì thì dời đi nha. Bữa đặt đây. Đâu ta? À, đây nè. Trời cạn quá, không có. Này, cạn quá. Úi dù. Ui, hai con cá lóc luôn, không có gì. Hai cá lóc đen xì luôn. Mình tiếp không có, mình định về đi. Wow. Hai con cá lóc. Đây. Đây. Nè, lóc đang chì lì luôn. Cái này Dương sẽ đem lại đặt chắc chỗ khác quá, tại vì làm biết giờ qua đó quá thì giờ trời cũng chụp tối vậy đó. Dương cũng còn cái lợn nữa là xong rồi, thì để Dương ra đó Dương thăm cái cuối cùng là Dương quay cho cô chú chị mình xem nha. Mệt quá, cái lội trong cỏ này đuối quá, cũng sắp tới cái lợn rồi đó. Đây lợn gì đặt chỉ đám muối này nè. Gai đang đây, các bạn nhìn ngay đây luôn nè. Wow, wow, có nha, có nha. Wow, wow, con lươn, con lươn, con cá lóc. Wow, 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 dốc lại, dốc lại. Con lươn cũng bự á nè, con lươn này của chú anh chị mình tính đặt chơi thôi. Bắt cá lóc trước nha, nè lóc đây, còn con lươn này sao bắt đây, không có bao tay khó bắt lắm. Rồi để mình dùng tuyệt kỹ nha. Ok, nè, con lươn nha, để Dung bắt mấy con cua này ra. Các bạn có ốc vô nên có lươn nó vô á. Đây là cái thành quả của Dương nha, cũng khá đó, mấy ký á. Đây nè, yeah. Tí nữa về Dương đổ ra quay cho nó rõ nha. Thì trời cũng sập tối rồi, Dương cũng tranh thủ quay về. Tí nữa Dương sẽ đổ cái thành quả ra cho cô chú anh chị mình xem nha. Bây giờ tranh thủ viết về tối rồi. Rồi thì Dương cũng vừa về tới nhà nha cô chú anh chị. Thì Dương sẽ đổ cá cho cô chú anh chị mình xem nha.
tắt gì vậy? Đấy, đúng rồi. Rồi, ok. Dạ, đây là cái thành quả của Dương nha. Thì chắc cũng tầm 2 kg mấy á. Lóc mà dính 3 bữa rồi nó sôi cái mỏ này nè. Lỡ mỏ hết. Rồi. Thì đây cũng có gù khủng với con cá lóc khủng luôn này.